Ê, xong cái đầu khá bảnh nè, được không, được không? Được không? Có tiền nhiều làm gì? Chuyển đi. Mà em thấy á, bây giờ hot nhất là nên cắt đầu của ngàn mắt biết. Hợp lý không? Khá bảnh là gì? Mắt biết là gì? Thôi bây giờ bạn biết mấy cái trend đó quê mùa. Thôi đi, vô thấy mấy chuyện đi. Đi. Sao không ai cho dối gì tôi hết vậy? Trời ơi là trời à. Sao vậy? Ủa? Sao cậu lại khóc vậy? Ê, cậu biết Nagi cho biết là gì không? Còn có tiền nhiều để làm gì? Là sao? 550 chia 2 là 225 chứ mấy? Đúng không? Cũng biết ra bao nhiêu thì hỏi chị Quyền Trinh đi. Chị Quyền Trinh? Quyền Trinh là đứa nào? Không biết hả? Không. Ê, nói cho tôi biết rồi. Cho vừa. Ê. Lên kênh Oro Việt Nam mà xem có mì nói nhiều chuyện để cập nhật đi ba. Xin chào tất cả các bạn, mình là Bóng, VJ của kênh tin tức dành cho tuổi teen. Chào mừng tất cả các bạn đến với chương trình có mì nói nhiều chuyện. Nhân tiện có một đứa bạn lơ ngơ, ức ơ bị bạn bè ruồng bỏ thì hôm nay mình sẽ nói cho các bạn một chủ đề, đó chính là hòa nhập cộng đồng. Và mình sẽ nói với các bạn top 3 khung hoàng đạo dễ bị ruồng bỏ nhất, ý là ra khỏi đảo đó. Aha, anh Oron đây. Đứng vị trí thứ nhất là cún bò cáp. Mấy bạn cún bò cáp được cái là rất tự tin nè, nhưng mà có hơi lạnh lùng nha. Lâu lâu cũng thù dai nữa đó. Ok, được xếp vào danh sách này. Đứng thứ hai chính là cung sư tử. Cung sư tử có một khát khao mãnh liệt muốn trở thành một leader, trưởng nhóm. Chính vì vậy cũng thường hay tỏ vẻ một tí đó. Cộng thêm chuyện sư tử có thiên hướng thích quan tâm đến những chuyện lớn, chuyện trống đái, nên hay xem thường những điều trẻ con. Thường không thèm để ý đến mấy xu hướng cụ te không ai que tôi học đường đâu. Vậy nên thường hay ngờ ngạch với những chuyện trò rơm rã, vậy nên rất khó hòa nhập được với mọi người. Giống như là cậu bạn của mình lúc nãy đây. Cuối cùng xin được sàn sẻ nỗi đau cùng mấy bác sử nữ. Sử nữ luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo đến mức chi ly, nên cũng dễ gây ra áp lực và khó chịu với những người xung quanh. Anh cũng vậy, là một vạch dương thì anh đặc biệt sợ mấy bạn sử nữ đó nha. Nói như vậy chứ, lỡ bạn nào mà bị rớt vào top 3 cung hoàng đạo dễ bị hắt hủi nhất á, thì cũng đừng có lo, bởi vì chúng ta đều có cách giải quyết hết. Nào mình cùng bàn về chủ đề hòa nhập với cộng đồng nào, để Bóng chia sẻ bí quyết trước nha. Và điều đầu tiên đó chính là cười thật là nhiều lên. Bởi vì khi mà chúng ta cười, chúng ta sẽ gây một cái sự thân thiện với người khác, người ta mới dám lại nói chuyện với mình. Chứ đừng có suốt ngày cau có, khó khăn, buồn rầu, không ai dám tới chơi với mình đâu. Và cái thứ hai đó chính là chúng ta phải biết quan tâm đến mọi người. Ví dụ như là chúng ta có đồ ăn ngon nè, chúng ta hãy chia sẻ cho bạn của mình, để khi mà mình không có ấy, thì họ còn chia sẻ lại cho mình. Rồi những lúc kiểm tra thì sao, còn được chỉ bài nữa cơ. Lời ghê chưa? Ây da, và điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất, đó là chúng ta phải luôn biết cập nhật tin tức, xu hướng, những cái gì nóng hổi nhất trên mạng xã hội. Để làm gì? Lỡ như là có ai nói chuyện ấy, mình còn biết đường để nhiều chuyện nữa chứ. Nhưng mà cập nhật tin tức ở đâu? An toàn nhất, nhanh nhất, xịn nhất nữa. Kênh Oreo có miệng để nhiều chuyện chứ đâu. Đó, tôi đã chỉ hết cho các bạn cái bí kíp rồi nha. Còn ai có cách khác để hòa nhập với cộng đồng thì nhớ comment chia sẻ cho mình biết với nha. Yay, các bạn cảm thấy tin tức ngày hôm nay như thế nào nè? Nhớ share cho mình nha. Cùng bây giờ thì hẹn gặp tất cả các bạn vào thứ bảy tuần sau nè. Bye bye.